Ngược thời gian trở về thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968, mặc dù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bên kia vĩ tuyến 17 và Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam ký thỏa thuận đình chiến để dân chúng đón Tết cổ truyền, quân đội Bắc Việt dưới danh nghĩa là mặt trận giải phóng miền Nam tiến hành cuộc tổng nổi dậy và đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh thành phố thị trấn và hàng trăm thị xã tại miền Nam Việt Nam, gây ra cái chết cho hàng ngàn thường dân vô tội. Thế nhưng những người từng là chứng nhân biến cố mậu thân khi xem bộ phim tài liệu The Vietnam War không thấy hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick trình bày sự thật về tội ác của Việt Cộng trong vụ thảm sát mậu thân ở Huế. Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho AFA biết ông không xem bộ phim tài liệu The Vietnam War nhưng trong thời gian công chiếu của phim, rất nhiều người Việt khắp nơi, nhất là thế hệ 1.5 và cả thế hệ thứ hai, đã liên lạc để hỏi ông về tính xác thực của bộ phim. Lên tiếng về trận mậu thân năm 1968, cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo cho rằng cần phải ghi nhớ ba điều quan trọng. Tận Nho Không là một cái chiến thắng rất là hoài hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ không có đánh màu thân nha. Việt Nam Cộng Hòa đánh á. Trong thân Mỹ, Việt Cộng không có chiếm được thành phố nào. Các bộ chuyên truyền của Việt Cộng kêu gọi mà dân chúng nổi dậy, đồng bào có chạy. Chạy mà không chạy theo nó, mà chạy theo mình, chỉ cổ của mình, mình đánh nó. Cái đó là một cái sự sai lầm của Việt Cộng. Nó làm cho Hà Nội hữu lầm, nó tưởng là Sài Gòn là Bây giờ chín chính nó có thể nó làm. Chứ cái thứ hai, của nó, nó tiêu diệt hết cái mặt trận giải phóng miền Nam. Cái trận nó diệt cộng chết nhiều lắm chết nhiều để sau này tôi bắt Việt cộng sản nó mới vô nó trá mà chỗ. Sau cái trận nó tổng kết của của Hà Nội nó bắt đầu cái tài liệu hồi bắt ở tù một trăm mười mấy ngàn cán bộ về quân sự và hạ tầng cơ sở của nó bị loại và phần đông là những người chiến đấu ở miền Nam. Điều quan trọng thứ ba mà cũng là điều quan trọng nhất của trận Mậu thân theo cựu thiếu tướng Lê Minh Đạo mặc dù cộng sản bắt Việt thua trên mặt trận nhưng đã thắng trên bàn đàm phán qua hiệp định Paris một chín bảy mươi ba buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và rút quân về. Một nhân chứng lịch sử trong trận mậu thân năm 1968, cựu đại tá bộ binh Kate Nightingale từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ. Ông đã hai lần sang Việt Nam với vai trò cố vấn trưởng nhảy dù và biệt động quân và là cố vấn trưởng tiểu đoàn 52 biệt động quân trong trận mậu thân năm 1968. Chia sẻ trên trang Facebook rằng bộ phim tài liệu The Vietnam War đã không nói đúng sự thật về vai trò của người lính Việt Nam Cộng Hòa và binh sĩ Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Cựu đại tá Bộ binh Kate Nightingale nói với RFA. Well, I think that the Burns documentary either ignored the service that both the Vietnamese and the U.S. troops put in then, or basically just ignored it. Tôi nghĩ rằng bộ phim tài liệu của đạo diễn Burns đã phớt lờ vai trò của binh sĩ Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam, hay thậm chí là không đề cập đến họ. Tôi đã có mặt trong trận mậu thân, và tôi cam đoan những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng phản công trong trận chiến này, đóng vai trò chủ lực gần như 90%. Cả binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đều có tinh thần chiến đấu rất cao và chắc chắn là họ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hết khả năng trong trận mậu thân. Bộ phim tài liệu của đạo diễn Burns đã lãng quên điều này. Từ Việt Nam, Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhân chứng lịch sử của cuộc thảm sát mậu thân ở Huế do Việt Cộng gây nên, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng dù những thước phim tư liệu The Vietnam World chỉ trình chiếu sơ sài những gì xảy ra ở Huế trong biến cố mậu thân, nhưng tính thiên lệch của bộ phim đã khơi thêm vết thương lòng không chỉ riêng của người dân Huế, mà cả cả dân tộc Việt vốn chưa bao giờ lành suốt gần 50 năm. Ký ức về biến cố mậu thân luôn hiển hiện trong tâm tưởng của vị Linh Mục mà ông đã chứng kiến khi còn rất trẻ. Trong khổ những người mà đi giết chết là có ba vị thầy của tôi ở dòng thần tâm. Có một linh mục, Pháp cũng là vị thầy của tôi rồi có ba người bạn của tôi bị trốn sống nữa. Chính quyền Hà Nội luôn tuyên truyền sai sự thật về biến cố mậu thân năm 1968, nhưng không ít những người trẻ tại Việt Nam thuộc các thế hệ sinh sau chiến tranh vẫn nắm được thực chất của mọi diễn tiến trong những ngày xuân khói lửa đó qua hồi ức của nhân chứng và qua tìm hiểu trong kho tư liệu khổng lồ của Internet. Nay khi bộ phim The Vietnam World được công chiếu mà lại không rõ nét về biến cố tang thương đó, nhiều người thấy có trách nhiệm phải lên tiếng cho sự thật của lịch sử. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm. Tổng thống Trump có thể đi thăm khu phi quân sự giữa Nam Bắc Triều Tiên, cháy rừng ở Bắc California ít nhất 11 người chết. Cảnh sát Malaysia nói đoàn thị hương tấn công ông Kim Jong-nam các bà vợ Tổng thống Trump xưng đệ nhất phu nhân. Cùng với các tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể đi thăm khu phi quân sự DMZ giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên khi ông đến Hàn Quốc vào tháng tới, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, dẫn một nguồn tin quốc phòng. Nguồn tin này được dẫn lời nói rằng Tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 9 đã phái một toán tiền trạm để thăm dò các địa điểm có thể được chọn cho hoạt động đặc biệt của Tổng thống Trump tại Hàn Quốc. Dự kiến ông Trump sẽ gửi đi một thông điệp quan trọng tới Triều Tiên, hoặc bằng lời lẽ hoặc qua các kênh khác trong chuyến công du đầu tiên của ông tới bán đảo Triều Tiên trong cương vị Tổng tư lệnh quân đội. Nguồn tin tiết lộ rằng làng đình chiến bàn môn điếm và chốt quan sát tại đó cả hai đều nằm trong khu vực phi quân sự là hai trong số các địa điểm mà ông Trump đang cứu xét để thời tâm. hãng tin John Hopkins không cho biết thêm chi tiết và tòa bạch ốc cũng không bình luận gì về tin này. Ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã trao đổi những lời hung hăng hiếu chiến khi ông Trump gợi ý rằng giải pháp quân sự là lựa chọn duy nhất để chặn đứng các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên một chuyến thăm tới khu phi quân sự theo chân vị tổng thống tiền nhiệm barack obama và phó tổng thống mike pence có phần chắc sẽ được triều tiên coi như một hành động khiêu khích và sẽ đưa ông trump tới địa điểm gần nhất chỉ cách các binh sĩ triều tiên có vài mét nơi mà binh sĩ hai miền vẫn trực diện đối đầu với kẻ thù của mình trong mấy tuần lễ gần đây triều tiên đã phóng hai tên lửa bay ngang qua nhật bản đồng thời thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu trong một động thái nhằm thách thức các nghị quyết của liên hợp quốc triều tiên đang nhanh chóng hướng tới mục đích mà họ không hề giấu giếm là phát triển một phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới tận lục địa mỹ về phần mình ông trump nhiều lần khẳng định ông không mấy hứng thú với giải pháp đối thoại với triều tiên Tuần trước, ông Trump bác bỏ ý kiến đàm phán với Triều Tiên chỉ là mất thời giờ vô ích một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson nói Washington vẫn để ngỏ những kênh liên lạc với chế độ của Kim Jong-un. Tổng thống Trump hôm thứ Hai mùng 9 tháng 10 viết trên Twitter, Đất nước chúng ta đã thất bại không giải quyết được vấn đề Triều Tiên trong suốt 25 năm qua, cho không bình nhưỡng hàng tỷ đô la mà không nhận lại được bất cứ điều gì, chính sách không hữu hiệu. Trên bán đảo Triều Tiên, miền Bắc bị cô lập và miền Nam giàu có và dân chủ. Trên lý thuyết, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi vì vụ xung đột giữa hai miền kéo dài từ năm 1950 tới năm 1953, kết thúc trong một cuộc đình chiến chứ không bằng một hòa ước. Miền Bắc thường xuyên đe dọa sẽ tiêu diệt miền Nam và đồng minh chủ yếu của miền Nam là Hoa Kỳ. Theo chương trình ấn định từ ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới, ông Trump sẽ đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Lãnh đạo sở cứu hỏa bang California nói rằng cháy rừng đang diễn ra làm ít nhất 10 người chết tại địa hạt sản xuất rượu vang nổi tiếng của Hoa Kỳ. Các quận Napa, Sonoma và Yuba đang trong tình trạng khẩn cấp, nơi một số người đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát trưởng quận Sonoma, ông Rob Giordano nói, các nhân viên cứu hỏa giỏi đang tích cực làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho mọi người. Hiện nay chúng tôi đang tích cực cứu mọi người. Hơn 1.500 ngôi nhà và doanh nghiệp đã bị hỏa hoạn phá hủy. Rất nhiều người bị thương và mất tích khi 14 đám cháy lớn đã bùng phát chủ yếu ở ba quận miền Bắc California. 20.000 người đã được di tản, bao gồm hàng trăm người ở các bệnh viện khu vực. Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn bắt đầu hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 10. Đông đảo người công giáo Việt Nam trong mấy ngày qua phẫn nộ lên án một quán bar ở Hà Nội thực hiện buổi biểu diễn xúc phạm thánh giá và tôn giáo của họ. Thông tin được nhiều nhà hoạt động là người công giáo lan truyền trên mạng xã hội cho hay, show diễn tai tiếng hôm mùng 8 tháng 10 đã diễn ra tại quán phim rất gần trung tâm Hà Nội, chỉ cách Sở Văn hóa của thủ đô khoảng 1,5 km. Những tấm ảnh ghi lại show này được đăng trên Facebook cho thấy nhiều người mẫu mang trang phục gợi cảm màu đen, gắn hoặc in hình thanh giá. Trang phục của các người mẫu nữ để lộ ra nhiều da thịt. Ngoài ra, họ còn mang trên đầu khăn chùm giống các nữ tu. Liên tục trong các ngày sau khi hình ảnh buổi diễn lộ ra, nhiều người công giáo tức giận chỉ trích quán bar và những người tham gia. Linh mục Joan Nguyễn Ngọc Nam Phong, một nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, viết trên Facebook kêu gọi xin đừng im lặng trước hành vi báng bổ tôn giáo. Ông gọi các màn trình diễn là hành vi xúc phạm đức tin của người công giáo và việc những người mẫu biểu diễn biến tấu những phẩm phục của các tu sĩ công giáo là những tiết mục phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhiều nhà hoạt động khác trong đó có JB Nguyễn Hữu Vinh, Paul Trần Minh Nhật, Thảo Teresa cũng tích cực phát đi những thông điệp tương tự. Họ mô tả sâu diễn và những người tham gia là vô liêm sỉ, vô văn hóa, đĩ bợm, khiêu dâm. Các bài viết của họ thu hút khoảng 14.000 phản ứng, được hàng nghìn người khác bình luận và chia sẻ để lan rộng. Luật Việt Nam quy định chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình. Căn cứ vào luật đó, Linh Mục Nam Phong và các nhà hoạt động nêu nghi vấn phải chăng có một thế lực nào đó chống lưng cho màn trình diễn mang tính khiêu khích và nhục mạ trắng trợn đến những người tin Chúa. Viết trên mạng xã hội, các nhà hoạt động yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội làm rõ ai đã tổ chức buổi biểu diễn tai tiếng. Các nhà hoạt động đồng thời là tín đồ công giáo lập luận rằng nếu chính quyền Hà Nội không làm rõ và truy cứu trách nhiệm những người liên quan, điều đó buộc họ phải hiểu rằng những người đó đã được chính quyền Hà Nội bật đèn xanh cho phép dàn dựng những tác phẩm nhằm xúc phạm niềm tin tôn giáo của người theo công giáo. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao của thủ đô Hà Nội, xác nhận với VOA vào chiều mùng 10 tháng 10, ông có nghe dư luận nói về buổi biểu diễn ở quán phim ông cũng xác nhận quán này đã xin phép cho show diễn và nói thêm một cách ngắn gọn sáng nay tôi đã cho thanh tra sở xuống xem xét và xử lý theo quy định. Thanh Tuy nhiên ông động từ chối nói cụ thể việc xử lý là gì. VOA cũng liên lạc với chủ quán bar Fame, một người đàn ông có tên là cường. Khi được hỏi trước những phản ứng và chỉ trích của các giáo dân, ông có thể đưa ra ý kiến gì? Người đàn ông này chỉ trả lời tôi đang bận bạn nhé rồi cúp máy. Những người sử dụng mạng xã hội đã kêu gọi tẩy chay quán phim bằng cách đánh giá thấp cho quán này trên trang Facebook của quán. Trước khi có show diễn gây rắc rối, quán này đã được đánh giá 5 sao đến tối mùng 10 tháng 10. Xếp hạng sao của quán chỉ còn 2,7 sau khi nhận được đánh giá của 1.349 người. Một điều tra viên cảnh sát nói tại một tòa án Malaysia vào thứ Ba ngày 10 tháng 10 rằng hình ảnh camera ghi nhận nữ nghi phạm người Việt Nam bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tấn công nạn nhân một cách hung hãn và đã có hành động tương tự đối với một người khác hai ngày trước đó. Bà Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, bị kết án cùng với bà Siti Aisyat một phụ nữ Indonesia vì giết chết ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một chất độc hóa học bị Liên hiệp Quốc cấm. Ông Joan Azu Nizam Cherwan Aziz, cảnh sát viên cho biết có sự khác biệt rõ rệt giữa hai hành động của bà Hương. Ông nói hành động đầu tiên mà camera ghi nhận hôm 11 tháng 2 cho thấy bà Hương đã tiếp cận một người không xác định từ phía sau và quẹt một thứ gì đó trên mặt người này một cách nhẹ nhàng. Ông Juan Azul, một thành viên của phòng điều tra hình sự của khu vực sân bay nói, sau đó bà Hương quay lại xin lỗi, chấp tay, cúi đầu và từ từ rút lui. Ông Juan Azul nói bà Hương thực hiện hành động tương tự như vậy, nhưng đối với ông Kim Jong-nam thì khá thô bạo và dường như là một cuộc tấn công. Ông nói, đối với tôi hành động đó dường như là hung hăng so với lần trước đó, bị cáo di chuyển nhanh và vội vàng. Hai người phụ nữ đều không nhận tội, cho rằng họ nghĩ rằng đã tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với án tử hình. Tín hiệu âm thanh từ phòng dự án ngày 9 tháng 10 mất đột ngột đến hai lần khi cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và luật sư nói về 12 tỷ đồng chạy dự án. Cộng đồng mạng gọi đây là sự cố tắt đúng quy trình, trong khi một luật sư từ Việt Nam cho đây là điều rất không hay cho hình ảnh của tòa án Việt Nam. Theo báo Tiền Phong, trong phiên xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án B5 cầu diễn khi cựu đại biểu quốc hội Châu Thị Thu An khai đến số tiền chạy ghế đại biểu quốc hội, thì tín hiệu âm thanh từ phòng xử sang phòng báo chí bị tắt đột ngột, chỉ còn lại phần hình ảnh đáng ngạc nhiên là tín hiệu âm thanh lại tiếp tục mất lần hai khi luật sư nói đến 12 tỷ đồng chạy dự án. Một trong những nhân chứng có mặt trong phiên xử, luật sư Trương Anh Tú nói với VOA rằng ông không hay biết gì về chuyện này. Bản thân tôi là người bào chữa ở trong phiên tòa thì thấy, thấy cái không khí nó rất là diễn ra một cách bình thường ờ, và phiên tòa này phải nói là hội đồng xét xử rất là dân chủ cái không gian để luật sư làm việc trong vụ này là tương đối là thoải mái. Thế vâng. còn ở phía ngoài thì tôi không rõ là tình huống nó xảy ra thế nào. Trong khi đó, luật sư Trần Vũ Hải, người theo dõi sát và có nhiều ý kiến được quan tâm về vụ án diễn giải sự việc. Các nhà báo ngồi ở cái phòng khác, còn các luật sư và các thẩm phán ngồi ở cái phòng mà có bị cáo. Cho Nên là cho dù là có hay không ấy thì vẫn là một diễn ra bình thường. Nhưng mà người ta sẽ lập luận rằng là thì cái vấn đề kỹ thuật này chỉ xảy ra đối với cái phòng mà có nhà báo thôi. Thì họ cho rằng là đấy là vấn đề kỹ thuật chứ còn vấn đề xét xử chúng tôi vẫn làm đầy đủ. Theo cáo trạng, bà Châu Thị Thu Nga và chín đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thực hiện một số hạng mục tại dự án B5 cầu Diễn và chi hoa hồng cho môi giới, chi hơn 80 tỷ đồng cho mục đích cá nhân và hoạt động của công ty Housing Group do bà đứng đầu. Ngoài ra, Housing Group còn thực hiện một số dự án khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tin cho hay, bà cựu đại biểu quốc hội đã thu của khách hàng hơn 377 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án xây dựng ở Hà Nội, trong đó có 157 tỷ sử dụng không có chứng từ. Theo Vietnamnet, Bà Nga khai ngoài số tiền đã chi cho hai nguyên phó tổng giám đốc Housing Group, bà đã chi 47,7 tỷ đồng để chạy dự án và để được ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13. Trong một video đăng trên mạng của Zing ngày 10 tháng 10, bà Nga đã đề nghị làm rõ vấn đề tội danh và bản án có những vấn đề chưa khách quan. Bà nói, tôi khẳng định cùng tất cả chính bị cáo ở đây, chúng tôi không lừa đảo, Chúng tôi không chiếm đoạt tài sản, nên tôi đề nghị hội đồng xét xử làm rõ dùm tôi thực chất vấn đề này là gì. Trong phiên xử trước đó vài ngày, khi bà Châu Thị Thu Nga xin khai về số tiền 30 tỷ đồng mà bà chạy trước nghị án, tín hiệu âm thanh trong phòng báo chí cũng bị mất. Trên mạng xã hội, một số người nói tín hiệu âm thanh trong phòng xử bà Nga đã tắt đúng quy trình. Trong khi nhiều người khác tỏ ý nghi ngờ về những chi tiết nhạy cảm của vụ án có thể bị ngăn chặn để tránh hậu quả lớn từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng đây là một điều rất không hay cho hình ảnh của tòa án Việt Nam. Ông nói, Cái vụ này là người ta nhớ là nhiều vụ án khác, kể cả nhạy cảm hoặc, như, hoặc liên quan đến vụ án dung dân dung đó. Phải chăng người ta ngại rằng có những cái thông tin nào đó nó không nhạy cảm, lọt à, ra ngoài mà các nhà báo sẽ đăng lên trên Facebook hoặc là thậm chí đăng lên trên tin các báo quý. Thì đấy là có Tức là ta suy đoán rằng có hiểu lo ngại vấn đề đấy Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng vấn đề đấy Tuy nhiên là nếu việc này Nó mà xảy ra nhiều ấy Thì người ta sẽ nghi ngờ rằng là Là phía tòa án ấy, Là có lệnh của ai đó ấy, là Đã không muốn cái thông tin đầy đủ của vụ án đưa ra ngoài Hội đồng xét xử của vụ án nói Lý do không để bà Nga và luật sư Đề cập đến số tiền 157 tỷ Đã sử dụng là vì Hết thời hạn điều tra Luật sư Trương Anh Tú giải thích thêm về yếu tố vướng này. À, thời hạn điều tra trong các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế này thì nó cũng chỉ được phép diễn ra hơn một năm thôi. Thế nhưng mà vụ án này thì tôi biết điều tra cũng đã đến 2 năm. Như vậy là cái thời hạn điều tra đã đã kết thúc từ lâu rồi. Họ cũng không thể nào mà ngâm mãi hồ sơ đến 3, 4, 5 năm để mới giải quyết được. Cho nên là xét về mặt hình thức thì một số nội dung có thể được tách ra để giải quyết trong một vụ án khác để tránh cái việc là xâm phạm cái cái thời hạn về điều tra trong tố tụng hình sự. còn về mặt nội dung thì nói chung là nó không phức tạp. Trong khi đó, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng việc tách riêng nội dung có liên quan đến việc chạy dự án và ghế quốc hội là không đúng. Chúng ta phải có cái việc quyết định sách của quan điều tra nhưng mà theo tôi được biết không có quyết định tách này là một tức là quyết định bằng văn bản là quyết định tách căn cứ bộ luật tố tụng hoặc là khởi tố vụ án khác về bị dự nhận hối lộ không có vâng. <laughs> nên cái việc mà thẩm phán ấy, dựa vào những cái văn bản của quan điều tra mà nó lại không đúng theo trình tự của thủ tố tụng là theo tôi là không đúng theo ông các luật sư và các bị cáo có thể khiếu nại về việc này trong bài viết trên facebook cá nhân luật sư trần vũ hải nói việc bà nga chạy dự án cùng việc chạy ghế bà nghị cũng liên quan mật thiết đến vụ án này để xác định nguyên nhân sự thật của vụ án theo ông lời khai của bị cáo vốn là người trong cuộc cần phải được tôn trọng nhất là khi đảng và nhà nước việt nam đang kêu gọi chống tham nhũng đặc biệt trong chạy chức chạy dự án Chính phủ Việt Nam mới đây thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, trong đó có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân. Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu đánh giá động thái này là đúng hướng và muộn còn hơn không. Các trang thông tin chính thức của chính phủ cho hay hôm 6 tháng 10 rằng đứng đầu Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Thành viên hội đồng gồm một số nhân vật đình đám như ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, ông Don D. Lam, một doanh nhân Việt Kiều Canada, người cũng có chân trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hay ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban Cố vấn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Trong hội đồng này, có Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân do ông Trương Gia Bình làm trưởng ban và ông Don D. Lam là phó trưởng ban. Thông tin của chính phủ cho hay, ban này sẽ nghiên cứu tư vấn đề xuất việc cải cách cơ chế chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. Hồi cuối tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình lên Thủ tướng đề án về phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ sản xuất trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đề án của Bộ đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong GDP đạt khoảng 50% và năm 2035 đạt khoảng 60 đến 65%. Số liệu thống kê đến năm 2015 cho thấy kinh tế tư nhân đóng góp hơn 39,21% GDP so với gần 29% của khu vực kinh tế nhà nước và hơn 18% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Việc lập hội đồng và ban kể trên diễn ra trong bối cảnh từ nhiều năm nay ngày càng có những lời kêu gọi mạnh mẽ hơn muốn nhà nước giảm thủ tục hành chính và cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân trong khi nhiều tập đoàn nhà nước thua lỗ nặng hoặc hoạt động hiệu quả thấp do quản lý kém hoặc tham nhũng. Không có con số thống kê đầy đủ nhưng tại phiên họp Quốc hội hồi tháng 5, một phó thủ tướng xác nhận có ít nhất 12 dự án của nhà nước bị thua lỗ lớn. Các dự án này có tổng mức đầu tư là 63.600 tỷ đồng trong khi tổng nợ phải trả là 55.000 tỷ đồng. Trước đó, Bộ Tài chính cho biết tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 3 triệu tỷ đồng, nhưng tổng doanh thu của các doanh nghiệp đó chỉ đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng. Hồi đầu tháng 5, Bộ Tài chính cảnh báo rằng trong năm nay, mức hụt thu ngân sách do doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ có thể lên đến khoảng 12.000 đến 14.000 tỷ đồng. Nhiều nhà phân tích đã đánh giá rằng thực tế hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cho thấy họ chưa đóng được vai trò là nòng cốt của nền kinh tế nhà nước. Vì vậy, cần trao cho doanh nghiệp tư nhân các điều kiện tốt hơn để họ đóng vai trò lớn hơn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét về quyết định hôm 6 tháng 10 của chính phủ. Muộn còn hơn không Việt Nam là được diễn đàn kinh tế thế giới xếp thứ 5 năm về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhưng mà xếp rất thấp về mặt thể chế, về bộ máy về chi phí ngoài pháp luật cho nên là cái việc chính phủ nhận thức thấy và thúc đẩy cái việc này theo tôi là một điều đúng đắn và là một cái lấy lên một cái niềm hy vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển chậm lại kể từ năm 2011, vừa do những vấn đề nội tại của nền kinh tế, vừa do tác động đáng kể từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng bình quân của toàn nền kinh tế đạt khoảng hơn 5,9%, thấp hơn so với mức 6,32% của 5 năm trước đó. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần tuyên bố mạnh mẽ rằng chính phủ của ông đặt trọng tâm vào việc kiến tạo phát triển, trong đó có nỗ lực xóa bỏ mọi rào cản đối với doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, dưới quan sát đánh giá các chuyển biến còn chậm, chuyên gia Lê Đăng Doanh khẳng định cải cách hành chính và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển giờ đây là những vấn đề cấp bách để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Ông nêu ra kỳ vọng về hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Tôi rất mong là cái hai cái ban này sẽ làm việc một cách câu khai, minh bạch, sẽ tham khảo ý kiến rộng rãi những các cái chuyên gia độc lập trong xã hội và sẽ nêu lên những các cái kiến nghị cụ thể và sát cánh để giúp đỡ chính phủ để thực thi cái đó trong thực tế tôi lại một lần nữa nhấn mạnh phải công khai minh bạch phải hợp tác rộng rãi để tránh khắc phục những các cái biểu hiện là lợi ích nhóm các con số không thống nhất của hai bộ tài chính, kế hoạch và đầu tư cho thấy có trên 535.000 doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam tính đến giữa năm nay trong khi đó, số doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh từ 6.000 vào năm 2001 còn 718 ở thời điểm tháng 12 năm 2016. Theo đề án phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam nhắm mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, năm 2025 là khoảng 1,5 triệu và đến năm 2030 là khoảng 2 triệu doanh nghiệp để đạt mục tiêu, đề án kiến nghị Chính phủ thực hiện việc quan trọng hàng đầu là sửa đổi các quy định bất hợp lý đang làm gia tăng thủ tục hành chính và chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Hà Nội lên tiếng vụ Campuchia tước giấy tờ người gốc Việt. Việt Nam hôm 9 tháng 10 kêu gọi chính quyền Phnom Penh đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt. Ít ngày sau khi Bộ Nội vụ nước láng giềng cho biết có kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân cấp sai và không đúng quy định cho 70.000 người, đa số là người gốc Việt. Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Cộng đồng người Campuchia gốc Việt sinh sống ở Campuchia đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Campuchia, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được VN Express trích lời nói. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng Việt Nam mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện pháp lý thuận lợi và có các biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng của người Campuchia gốc Việt như nêu tại tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế. Chúng tôi mong rằng trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước bà Hằng nói. Hôm mùng 4 tháng 10 tờ Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Saheng chủ trì cuộc họp để thảo luận về việc thu hồi các giấy tờ bị cấp sai hoặc lỗi ở nước này, đối với khoảng 70.000 người, trong đó đa phần là người gốc Việt. Sau gần 3 năm chuẩn bị, cuộc triển lãm Chiến tranh Việt Nam 1945-1975 khai mạc hôm thứ tư tuần này tại Viện Bảo tàng Lịch sử New York. Cuộc chiến đã làm xã hội chia rẽ sâu xa và phơi bày những giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ là chủ đề của một cuộc triển lãm mới về một đề tài cũ nhưng hãy còn nhiều tiếng vang trên chính trường đầy chia rẽ của nước Mỹ ngày nay, theo lời người phụ trách triển lãm, bà Macy Raven. Cách đây vài năm, khi ý kiến tổ chức một cuộc triển lãm về chiến tranh Việt Nam được nêu lên tại Bảo tàng Lịch sử New York, một thành viên của hội đồng quản trị, ông James Green kể lại rằng hơn 40 năm sau cuộc chiến, chiến tranh Việt Nam vẫn khơi lên những xúc cảm mãnh liệt Ông Ren, một cựu chiến binh hải quân Mỹ phục vụ tại Việt Nam vào giữa thập niên 1960, nói một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra giữa ông với một thành viên khác trong hội đồng quản trị về động cơ của Hoa Kỳ khi tham chiến, bản chất cuộc xung đột và liệu các nỗ lực và những hy sinh đó rốt cuộc chỉ vô ích với những kỷ vật và chứng tích được trưng bày bằng cả âm thanh và hình ảnh cuộc triển lãm có tính tương tác kể lại câu chuyện của cuộc xung đột từ gốc của nó sau thế chiến thứ hai khi mà hoa kỳ hậu thuẫn cho quân đội pháp để tìm cách duy trì chế độ cai trị thực dân của nước này ở đông dương cuộc triển lãm miêu tả giai đoạn leo thang chiến tranh cũng như giai đoạn khép lại cuộc chiến triệt thoái binh sĩ mỹ về nước giữa lúc phong trào chống chiến tranh nổi lên ở trong nước cũng như các cuộc biểu tình sôi nổi không kém ủng hộ các nỗ lực chiến tranh theo bà Macy Raven, giám đốc phụ trách triển lãm, thì câu chuyện chiến tranh Việt Nam được kể từ cả hai phía. Tại triển lãm, khách có thể xem một tác phẩm sơn mài tuyên truyền của miền Bắc năm 1962 do một nghệ sĩ còn sống tái tạo lại độc quyền cho bảo tàng lịch sử New York. Các chứng tích được trưng bày gồm một phi đạn bun pup gắn trên máy bay ném bom F-105, một chiếc xe Jeep và hai dãy màn ảnh video thuật lại từng giai đoạn của cuộc chiến. Khách có thể chọn đoạn video kể lại từng giai đoạn lịch sử của cuộc chiến. Trong các kỷ vật được trưng bày còn có giấy gọi nhập ngũ mà thanh niên Mỹ tuổi từ 18 tới 26 thời đó phải luôn mang theo mình. Nhiều người đã mang ra đốt giấy này để nói lên sự chống đối của mình và thách thức lệnh nhập ngũ. Chính sự chống đối này đã dẫn tới việc bãi bỏ lệnh nhập ngũ vào năm 1973, không lâu sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Tất cả những chi tiết nghe tương tự như những gì đã nghe về bộ phim tài liệu 10 tập của đạo diễn Ken Burns và đạo diễn Linz Novik vừa trình chiếu trên đài PBS mới đây chỉ là do tình cờ ngẫu nhiên, theo bà Macy Raven. Khách đến xem triển lãm được khuyến khích ghi lại hoặc ghi âm sự suy nghĩ của mình về chiến tranh Việt Nam để lại cho thế hệ mai sau chúng tôi muốn các thế hệ đến sau trải nghiệm như chúng ta đã trải nghiệm rằng chiến tranh là sản phẩm của nhiều quyết định do các chính quyền và cá nhân làm ra và điều quan trọng là phải tìm hiểu các quyết định đó, chú ý tới các quyết định đó khi mà chúng ta đang được làm. Cuộc triển lãm Chiến tranh Việt Nam 1945-1975 tại viện Bảo tàng Lịch sử sẽ mở cửa cho tới ngày 22 tháng 4 năm 2018 người vợ đầu của tổng thống mỹ donald trump là bà ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà melania hôm thứ hai đã công khai lời qua tiếng lại Truyền thông Mỹ tường trình rằng với mục tiêu quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản nhan đề Nuôi con Trump kể về chuyện nuôi dạy ba người con lớn của ông Trump, bà Ivana hôm thứ Hai ngày 9 tháng 10 đã trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Good Morning America với những phát biểu mà chắc chắn khiến cho người phụ nữ đang giữ vai vợ chính thức của ông Donald Trump điên tiết. Cơ bản tôi là vợ cả của Trump đúng không? Bà Ivana nói, tôi mới chính là đệ nhất phu nhân bà Ivana ra vẻ an ủi bà Melania rằng tôi thông cảm cho cuộc sống của bà Melania ở Washington thật khủng khiếp. Tờ Chicago Tribune bình luận rằng bà Ivana cũng có lời sách mé người vợ thứ hai của ông Trump là bà Marla Maple khi gọi bà Maple là một diễn viên để khoe sắc mà không cần tài. Bà Melania Trump thay vì để im cho những chuyện đó trôi qua, đã chọn kiểu phản ứng đặc trưng của ông Trump, đó là mạnh tay đánh lại kẻ đã gây sự, theo bình luận của báo Chicago Tribune. Ông Stephanie Gripham, phát ngôn viên của bà Melania, phổ biến một tuyên bố phản hồi nói rằng phát biểu của bà Ivana chẳng qua là để gây sự chú ý thường thấy của một người đang ra sức bán một cuốn sách thông báo khẳng định rằng bà Melania Trump chưa bao giờ không thích cuộc sống ở Washington. Phản hồi của phát ngôn viên Grisham nói tiếp rằng bà Trump đã biến tòa Bạch ốc thành tổ ấm cho con trai út Barron và tổng thống. Bà thích sống ở Washington DC và bà vinh dự giữ vai trò đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em chứ không phải để bán sách đoạn kết của thông báo phản hồi nói, phát biểu của người vợ trước chẳng có ý nghĩa thực chất gì, đáng tiếc đó chỉ là một sự ồn ào để gây sự chú ý cho mục đích cá nhân. Hồi ký của bà Ivana Trump sẽ được phát hành trong ngày thứ ba, ngày 10 tháng 10, trong lúc Tổng thống Trump đang gặp những rắc rối trong chính quyền của ông. Bà Ivana tuyên bố rằng bà có đường dây điện thoại trực tiếp với tòa bạch ốc và với chồng cũ của bà, nhưng bà không sử dụng đường dây đó vì sợ rằng bà Trump hiện tại có thể hiểu lầm. Bà nói, tôi không muốn điện thoại cho ông Trump bởi vì ở đó có bà Melania và tôi không muốn gây ra ghen tuông hay những chuyện như vậy vì cơ bản tôi là vợ cả của ông Trump đúng không? Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân. Bà Ivana nói tiếp với nội dung được cho là để chê bai bà Melania. Tôi có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được. Tôi có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy nhắc tuồng hay không? Dư sức. Tôi biết đọc hợp đồng không? Tôi biết đàm phán không, hoàn toàn thừa sức. Nhưng tôi thực sự không muốn ở đó, tôi muốn tự do. Hồi ký sắp phát hành của bà Ivana kể về chuyện bà sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản ở tiệp khắc cũ, rồi bà kết hôn với người sau này làm tổng thống Mỹ và quá trình nuôi dạy ba đứa con, Donna, Gia, Ivanka và Eric Trump. Điều bà nói muốn tự do, ba con ám chỉ đến việc bà từ chối đề nghị của tổng thống Cộng hòa Séc muốn bà là đại sứ Mỹ ở Séc. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America, bà Ivana nói, Donna điện thoại cho tôi và nói, nếu tôi muốn chức vụ đó, thì ông ấy sẽ trao cho tôi chức vụ đó. Nhưng tôi nói không, Donna à, tôi muốn tự do.